tổ này của hắn có thực lực tổng hợp tương đối yếu, không lợi hại như tổ của Đường Tam, nhưng vẫn không thiếu cường giả. Mỗi khi đối mặt với cường địch, hắn luôn luôn dùng tư thế mạnh mẽ đánh bại đối phương. Hơn nữa, hắn không chỉ là thể hiện ra thực lực, còn có chiến thuật, có dũng có mưu, trình thể thực lực để hiện ra được đã gây chú ý không ít. Nhưng đến tận bây giờ, sư tộc cùng với hồ tộc vẫn chưa tới tìm hắn, trong đó tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Ngoài nguyên nhân nội bộ trong hai tộc, còn có vấn đề giữa hai tộc. Đương nhiên quan trọng nhất là, trước mắt Đại Miếu còn chưa tiến vào vòng chung kết, chỉ có đứng đầu tiểu tổ, hắn mới thực sự chứng minh được thực lực của bản thân, mà bây giờ trận đấu này sẽ quyết định hắn có thể tiến vào chung kết hay không. Đại Miêu chiến đấu ở đấu thú tràng thành Gia Lý nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Càng là thời điểm mấu chốt như thế này, hắn lại càng trầm tĩnh. Hắn bước lên đài thi đấu với ánh mắt lạnh lùng, áp lực vô hình tự nhiên tỏa ra. Qua mỗi trận chiến đấu, Đại Miêu vận dụng sự hổ biến ngày càng thành thạo. Mà hắn cũng có lý giải hoàn toàn mới với sự hổ biến. Đặc điểm lớn nhất của sư hổ biến chính là đồng thời có được năng lực của sư tộc và hổ tộc, hơn nữa có thể dung hợp cả hai với nhau hoặc là bổ sung cho nhau. Sau khi giải quyết vấn đề xung đột huyết mạch, đây tuyệt đối là huyết mạch chi lực thăng hoa từ hai đại huyết mạch kia. Lúc này đối thủ của Đại Miêu cũng đã lên đài, là một tiền thủ yêu quái tộc. Đến giai đoạn này, tương đối mà nói, sức chiến đấu của yêu quái tộc cao hơn tình quái tộc một bậc. Chuyện này có thể nhìn ra từ số lượng tuyển thủ còn lại. Trong số những tuyển thủ còn lại, yêu quái tộc chiếm chừng 70%. Hai đại chúng quần này đối kháng, vẫn luôn luôn là yêu quái tộc chiếm thế thượng phong. Đây cũng là nguyên nhân người chủ trì tổ đình vẫn luôn luôn là Đại Miêu Hoàng. Bọn họ đều thông qua giải thi đấu này để hiện ra tài năng, chứng minh thực lực của bản thân. Tên tuyển thủ yêu quái tộc kia tản mát ra khí tức bằng lãnh toàn thân, trong chớp mắt khi mà hắn bước lên đài, toàn bộ ánh sáng trên đó dường như đều bị hắn thôn phệ và trở lên trên mờ. Tuyển thủ này là một yêu quái tộc biến dị, được xưng là ám ma quân chủ. Đây là một chủng tộc có số lượng cực ít, lúc nào cũng có thể tiệt diệt, là một tộc sinh ra biến dị dưới tình huống vô cùng đặc thù. Ám ma quân chủ bản thân là huyết mạch lạc lang yêu, nhưng không phải là lang yêu tộc thuần túy, mà đã pha trộn huyết mạch các chúng quần cường đại khác. Hỗn huyết của bản hắn sau khi bị năng lực hắc ám xâm nhập, thì thường huyết mạch xung đột mãnh liệt lại xung hợp một cách kỳ lạ, tạo thành huyết mạch đặc thù như bây giờ. Hắn có bộ dáng giống con người, thân cao khoảng 3 mét, nước da ngăm đen nhưng có cái đầu sói gớm ghiếc, đôi mắt đỏ rực và mái tóc đen tím kéo dài từ đỉnh đầu đến lưng giống như là một chiếc bờm. Hắn cởi chân, để lộ cửa bắp cuồn cuộn, trên người có một lớp trông giống như là lân phiến. Cường độ huyết mạch của ám ma quân chủ không xác định là cấp 1 hay là cấp 2, bởi vì huyết mạch biến dị không ổn định, có tên ám ma quân chủ là huyết mạch cấp 1, cũng có tên là huyết mạch cấp 2. Bộ tộc này có số lượng tộc nhân còn ít hơn sư hổ tộc, chúng thích nhất là săn giết cường giả yêu quái tộc, bởi vì bọn chúng luôn luôn tin rằng chỉ cần thuần vệ huyết mạch cường đại mới có thể làm mình trở lên trên cường đại hơn. Vì vậy, chúng quần này có vô số cường địch, nhưng bọn họ vẫn chưa diệt vong, do đó có thể thấy được bộ tộc ám ma quân chủ có sức chiến đấu cường hãn như thế nào. Bọn chúng không sợ tử vong, giỏi chém giết và cực kỳ hung hãn. Nhưng đối thủ trước đây của ám ma quân chủ đã có 3 người bị hắn xé rách, thậm chí là còn bị hắn cắn nuốt ngay trên sân thi đấu. Nếu không phải tổ đình cho rằng một đối thủ như vậy sẽ kích thích sự tiến bộ của người trẻ tuổi, thì đã sớm ra tay với ám ma quân chủ. Nhưng trước khi ám ma quân chủ đến dự thi đã được tổ đình cam đoan, sau khi cuộc thi kết thúc thì cho phép bọn họ rời đi an toàn, nên bọn họ mới tham gia. Đại Miêu cũng đã đánh chết hai đối thủ, cho nên trận đấu này bọn họ càng gây chú ý hơn. Ai đánh bại đối thủ sẽ chắc chắn xuất tiến vào trong vòng chung kết. Trước đó còn một tên cũng đi đến bước này, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng nên đã tuyên bố từ bỏ so tài. Đại Miêu cùng với ám ma quân chủ đều được xưng là một trong những tuyển thủ hung tàn nhất. Hai đại hung tàn đối kháng, người nào sẽ chiến thắng đây? Một bên là tràn đầy khí tức hắc ám, một bên là cường khí bạch kim vô cùng bá đạo. Song phương còn chưa bắt đầu trận chiến, nhưng đã nồng nặc mùi thuốc súng. Tranh tài bắt đầu. Theo tiếng hô lớn của trọng tài, trận đấu quan trọng này rốt cuộc đã bắt đầu. Con người của Đại Miêu đột nhiên dựng đứng lên, ngay sau đó hắn dậm chân xuống đất phát ra một tiếng nổ nhỏ, thân thể cường tráng giống như là một đạn pháo phóng thẳng tới đối phương. Ám ma quân chủ ở phía đối diện bắn ra nhiều khí lưu màu đen, thân thể vọt tới trước, một đôi móng vuốt sắc bén từ trong đầu ngón tay bắn ra, giống như tia chớp đen mang theo một chuỗi tàng ảnh đen như mực, cũng nhào về phía của Đại Miêu. Khoảng cách hai bên nhảy
nhanh chóng thu hẹp lại. Ngay khi bọn họ sắp va chạm thì tàng ảnh kia phía sau ám ma quân chủ bỗng nhiên phân tán, cộng thêm bản thể, tổng cộng là hóa thân thành 7 thân ảnh, cùng nhau về công đại miêu. Mỗi thân ảnh nhìn qua đều chân thực, trong chốc lát chảo ảnh đã lấp đầy trời, khí lưu màu đen dày đặc cuộn lên, chặt lại tất cả các chỗ mà đại miêu có thể né tránh. Không thể nghi ngờ, có thể đi đến một bước này, tên ám ma quân chủ kia khẳng định là huyết mạch cấp 1, năng lượng hắc ám tràn ngập khí tức ăn mòn đang điên cuồng khu trừ các nguyên tố thuộc tính khác ở trong không khí, dường như khiến cho cả thế giới đều trở lên trên tối tăm. Gào một tiếng, đúng lúc này một tiếng giống giận dữ đình tài nhức óc vang lên, thân thể của đại miêu bành trướng, trong giây lát liền biến thành thân hình khối vĩ cao chừng 5m, thân thể cường tráng xé rách quần áo, cương khí bạch kim chói mắt bộc phát bắn sang phía ngoài. Theo tiếng gầm kia, bảy thân ảnh dựng lại trong giây lát. Ngay sau đó, thần quang trong mắt đại miêu bắn ra, trong kiếm trong thành quét ngang. Quét ngang trong chớp nhoáng này không phải là động tác phức tạp gì, nhưng lại vô cùng nhanh, càng là mang theo cường khí mãnh liệt không gì sánh kịp. Trong tiếng sư hổ gầm thét kia, khí thế của hắn đã tăng tới đỉnh phong. Đây chính là biểu hiện của kinh nghiệm chiến đấu và khả năng khống chế tự thân hoàn mỹ. Có lẽ huyết mạch của đại miêu không thể so với long tộc, phương tộc, nhưng nói về khả năng vận dụng huyết mạch tự thân, hắn chắc chắn sẽ không kém bất kỳ tuyển thủ nào. Hơn nữa, ngoài năng lực cường đại, đại miêu còn có vô số kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Mỗi cuộc chiến của hắn đều là khảo nghiệm sinh tử, và mỗi kinh nghiệm đó cơ hồ đều có được khi mà cận kề cái chết, cho nên dù đối thủ như thế nào hắn cũng có thể duy trì tỉnh táo tuyệt đối, cũng biết thời điểm nào đem lực lượng bạo phát là tốt nhất. Một kiếm này không giữ lại chút nào, khí thế lừng lẫy mang theo cường khí bạch kim quét ngang, những thân ảnh đen kịt hơi sững lại khi mà cơ hồ trong nháy mắt tán loạn, nhưng lại hóa thân thành khí liêu dày đặc quấn lấy sư hổ kiếm thánh, đè ép vào trong, dường như muốn bám lên trên đó. Đúng lúc này, sư hổ kim cương bộc phát, hắc khí quân lấy hắn lập tức biến mất 1/3, khí lưu màu đen giống như có chút kinh hoàng mà tán loạn. Cách đó không xa, thân ảnh ám ma quân chủ đã ngừng tụ lại. Tiếp theo thì đại miêu giơ cao thanh trọng kiếm, quang diễm bạch kim từ trên trời sáng xuống, trông như là một dải lụa chém tới ám ma quân chủ. Quang mang đỏ tươi lấp lóe trong mắt của ám ma quân chủ, thân hình hắn trở lên trên hư ảo, tăng ảnh phá toái trong kiếm mang, còn hắn lại lần nữa ngừng tụ thành hình. Hai mắt của đại miêu nhèo lại, rõ ràng thì hắn đã khóa chặt đối thủ, nhưng vẫn chém trúng tăng ảnh như cũ. Nói một cách khác, đối phương có thể cưỡng ép thoát khỏi trạng thái bị khóa chặt. Thôn phệ, thú vị. Âm thanh ám ma quân chủ có một chút khàn khàn, quang mang đỏ tươi trong mắt lại lóe sáng. Ngay sau đó, toàn thân của hắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ sẫm. Phía sau của hắn, một vòng hào quang màu đỏ sẫm mở rộng và biến thành một thứ giống như là trắng máu, chiếu soi mọi thứ xung quanh thành màu đỏ sẫm. Khi mà nhìn thấy quầng sáng màu đỏ sẫm kia, đại miêu chỉ cảm thấy khó thở và tức ngực, vốn muốn công kích ngay lại dừng lại. Mà thân ảnh của ám ma quân chủ kia trong nháy mắt đã xung hợp vào trong quần sáng, âm thanh khàn khàn mà bằng lãnh vang lên, người rất mạnh đáng để ta dùng toàn lực. Vậy để cho người xem một chút, ám ma quân chủ sau khi tăng lên huyết mạch cấp 1 có thực lực như thế nào. Mùi huyết tinh nồng nặc tỏa ra, trong chớp mắt toàn bộ đài thi đấu biến thành màu đỏ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này thì đại miêu dường như thấy đường vô số, trong vòng hồn từ khắp nơi lao về phía mình, ánh mắt hắn lập tức trở lên trên bối rối, khí tức trên thân cũng theo đó mà có chút bất ổn. Dưới đài, nhìn vầng sáng màu đỏ như máu bao phủ thân hình của đại miêu, Đường Tam cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Ca, đây là năng lực gì? Mỹ công thử gọi ca ngày càng tự nhiên. Đường Tam trầm giọng nói, đây là một năng lực vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu, gọi là huyết tình lĩnh vực. Huyết nguyệt quân chủ mà tên ám ma quân chủ kia nói cũng vì đó mà tới. Muốn thu được năng lực này cần giết chóc vô cùng nhiều, không ngừng thu thập máu tươi, dùng phương thức đặc thù tiếp nhận lời nguyền rủa của những huyết chủ là người bị giết để lấy máu tươi này. Từ đó hình thành một năng lực lĩnh vực, người khác ở trong lĩnh vực sẽ bị nguyền rủa ảnh hưởng, tâm trí hỗn loạn. Mà ám ma quân chủ thi triển lĩnh vực thì thông qua nguyền rủa kích thích bản thân, từ đó bước vào trạng thái cường đại hơn. Còn có năng lực tàn nhẫn như vậy, Mỹ công tử dùng mình một cái, nhìn quang mang đỏ như máu trên đài thi đấu, cảm thụ được mùi huyết tinh nồng nặc thì lập tức cảm thấy khó chịu. Đường Tam giơ tay che kín tầm mắt của nàng, không nên nhìn, đừng cảm thụ, cái tên ám ma quân chủ đáng chết này, bộ tộc này nếu như mà cũng tu luyện như vậy thì thật sự đáng chết, bọn họ cũng đều không có kết cục tốt. Tu luyện huyết tinh lĩnh vực cần không ngừng giết chóc, không ngừng thôn phệ máu tươi, không ngừng tăng cường những lời nguyền mà bọn chúng phải chịu. Lĩnh vực này có
uy lực rất mạnh, nhưng cũng rất dễ dàng bị phản phệ. Ta đoán bộ tộc này thành thần cấp độ vô cùng khó, bởi vì bọn chúng làm trả đất oán sân, thiên kiếp phải chịu sẽ vô cùng cường đại và khủng bố. Nhưng nếu có thể đổ kiếp thành công thì sẽ không thành thần, mà là thành ma. Tổ đình vậy mà lại cho phép chúng quần như vậy tồn tại, đúng là không sợ xuất hiện một đại thiên ma, đó chính là một tồn tại có thể hủy diệt mọi thứ. Mỹ công tử nói, vậy đại miêu có thể thắng không? Đường Tam lắc đầu co mày nói, ta không biết, ở chỗ này Đường Tam cũng không có cách nào can thiệp vào tranh tài, ở đây còn không biết bao nhiêu cường giả cấp độ yêu vương và đại yêu vương, nếu hắn dùng thần thức can thiệp, nếu bị phát hiện thì phiền phức rất lớn, uy lực của huyết tịnh lĩnh vực cực lớn, trong lĩnh vực này đại miêu có thể thắng hay không thì phải xem bản thân của hắn.